Có rất nhiều các bạn học viên khi đến với nhà thuốc Bảo Minh để học thực hành bán thuốc và câu đầu tiên Hoa hỏi em có biết làm thẻ giúp việc để làm gì không? Thì có đến 90% các bạn không biết là câu trả lời. Cho nên hôm nay cái clip này Hoa sẽ nói để nếu bạn nào chưa biết về thẻ giúp việc thì chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về nó để khi ra trường chúng ta sẽ làm thẻ giúp việc các bạn nhé. Điều đầu tiên khi các bạn có bằng rồi thì việc của các bạn đó là phải tìm ngay một quầy thuốc hoặc một nhà thuốc nào đó để gửi hồ sơ của mình vào và nhờ họ làm thẻ giúp việc cho mình. Để nếu với bằng cao đẳng thì chỉ cần 18 tháng sau thôi các bạn sẽ đủ điều kiện để làm chứng chỉ hành nghề. Còn đối với bằng đại học thì chúng ta phải cần 24 tháng sau để chúng ta có thể cấp được chứng chỉ hành nghề. Cho nên cái thẻ giúp việc nó rất là cần. Vì ngành nghề kinh doanh của chúng ta là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cho nên điều kiện đầu tiên đó là các bạn phải thực hành ở nhà thuốc đủ 18 tháng đối với bằng cao đẳng. Đối với bằng đại học thì là 24 tháng thì chúng ta mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Chúng ta có thể thực hành ở nhà thuốc đó hoặc có thể không thực hành ở nhà thuốc đấy cũng được, không sao hết. Miễn là có tên của các bạn được lưu ở trên sở thì lúc đấy chúng ta làm chứng chỉ hành nghề nó sẽ đơn giản và rẻ hơn rất nhiều. Còn nếu như các bạn không làm thẻ giúp việc thì chúng ta vẫn có thể làm được chứng chỉ hành nghề, nhưng nó sẽ khó hơn và chi phí nó sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng nếu như các bạn làm chứng chỉ hành nghề không có thẻ thì nó cũng có những cái lợi thế của nó. Bạn nào quan tâm thì có thể inbox Hoa sẽ gửi cho các bạn clip là cái việc làm thẻ giúp việc, làm chứng chỉ hành nghề có thẻ giúp việc và làm chứng chỉ hành nghề không có thẻ giúp việc nó khác nhau như thế nào các bạn nhé. Xin chào.